Thưa quý vị và các bạn, cũng trong ngày 25 tháng 7 năm 2024, Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Vĩnh Ngươn tổ chức họp mặt kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Tại buổi họp mặt, lãnh đạo địa phương đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp to lớn của các gia đình chính sách trong sự nghiệp cách mạng xây dựng quê hương, đất nước. Đồng thời, tại buổi họp mặt, các gia đình được nghe báo cáo nhanh về những hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng được cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả trong thời gian qua. Dịp này, phường Vĩnh Ngươn cùng đồn biên phòng Vĩnh Ngươn trao tặng các gia đình chính sách có công mỗi gia đình một phần quà.